Thì sau một thời gian review những sản phẩm ở trung tâm thành phố Nha Trang, thì ngày hôm nay Phương sẽ đưa quý anh chị về một miền quê, một vùng đất mà cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng chỉ 15 km thôi. Và chúng ta di chuyển về trung tâm thành phố chỉ mất từ khoảng 15 cho tới 20 phút di chuyển. Thì vị trí Phương đang đứng đây là xã Diên Lâm của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Và hôm nay Phương sẽ giới thiệu tới quý anh chị một lô đất vườn rất thích hợp để anh chị có thể mà mình làm nhà vườn hoặc là mình đầu tư. Bởi vì sao ạ? Thì vị trí lô đất này nó gần với sông, rất mát mẻ. Thì trước mặt anh chị đây, qua khỏi miếng đất này thôi là một con sông đó. Và xung quanh anh chị thấy nào là tre, nào là dừa, nào là chuối, cây trái người ta trồng rất là xanh mát và xum xuê. Và gió đây anh chị thấy nè, vô cùng mát mẻ luôn. Thì rất thích hợp để anh chị mình có thể làm nhà vườn hoặc là đầu tư một lô đất vườn chẳng hạn. Thì lô đất ngày hôm nay vì là vùng ven nên giá rất rẻ và rất phù hợp với tài chính của rất nhiều anh chị ở xa mà muốn có một cái lô đất vườn hoặc là một căn nhà vườn ở gần trung tâm thành phố Nha Trang. Rồi thì lô đất này có diện tích là 301m2 nha chị, 310m2. Và trong đất đã có sẵn 60m thổ cư, rất thích hợp để anh chị có thể xây dựng nhà ở ngay luôn. Và bề ngang ở trước đất là rộng tới 11m. Và đường trước đất anh chị thấy nè, đây là đường bê tông rộng 5m, hai ô tô có thể đi qua đi lại rất dễ dàng luôn. Và trước mặt lô đất của mình là một cái view, một khu vườn và sông rất mát mẻ, gió lồng lộng luôn. Thì từ vị trí này anh chị mình đi ra trục đường chính, trục đường chính của xã Diên Lâm này chính là đường tỉnh lộ 8. Thì từ đây mình đi ra đó chỉ mất khoảng là 100 cho tới 120 mét thôi, một vị trí rất gần luôn. Và vị trí lô đất này thì cũng nằm ngay sau Ủy ban nhân dân xã Diên Lâm, sau Ủy ban nhân dân xã. Và Ủy ban nhân dân xã thì nằm ngay mặt đường tỉnh lộ 8 đó. Thì từ đây mình cách đó chỉ có 80 mét thôi, đi bằng đường này ra 80 mét là tới rồi. Thì tuy đây là xã Diên Lâm nhưng mà vị trí của nó là giáp ranh với xã Diên Phước. Vị trí của lô đất này là giáp ranh với xã Diên Phước thì nó cũng gần như là xã Diên Phước rồi đó anh chị. Thì từ đây mà mình tới trung tâm của xã Diên Phước nằm trên mặt tiền tỉnh lộ 2. Nơi đó thì có ủy ban, xã, chợ, trường học này kia, bách hóa xanh, các siêu thị điện máy lớn và những cái cửa hàng kinh doanh buôn bán sầm uất nằm tại mặt tiền tỉnh lộ 2. Từ đây mình đi tới đó chỉ mất khoảng 800 cho tới 900 mét. Một vị trí rất gần và di chuyển kết nối rất thuận tiện luôn. Và như nãy Phương nói, từ đây mà đi về trung tâm thành phố Nha Trang thì chỉ mất khoảng từ 15 cho tới 20 phút di chuyển. Vì vị trí nó cách trung tâm thành phố Nha Trang là 15 km, chính xác là 15 km. Và di chuyển từ trung tâm Nha Trang lên đến đây thì mình di chuyển hoàn toàn bằng đường tỉnh lộ, đường quốc lộ cũng như là đường Võ Nguyên Giáp, con đường đại lộ rất lớn tại thành phố Nha Trang. Thì phương tiện giao thông mình di chuyển rất thuận lợi. Thì khu vực xung quanh đây như anh chị mình thấy trên màn hình nè, là dân cư người ta đã ở hiện hữu cả rồi. Đây là một vùng quê ven thành phố Nha Trang, cho nên là khí hậu rất mát mẻ và nhà cửa người ta thì nhà nào cũng có vườn hết anh chị à. Toàn là nhà vườn thôi, nhà dân luôn, người ta đã ở ổn định từ xưa tới nay rồi. Thì anh chị cùng theo dân Phương đi xem thử xung quanh nó có gì ha. Thì đây anh chị mình thấy hai bên đường thì cây cối người ta trồng rất là mát mẻ, rất là tươi tốt luôn. Gió thì mát lắm anh chị ơi. Đó, đây là một căn nhà vườn của người dân. Thì cái mảnh đất mà Phương giới thiệu tới quý anh chị ngày hôm nay là đất của dân luôn. Người ta cắt ra người ta bán chứ chưa qua đầu tư nào cả nha anh chị. Không phải là đất phân lô gì cả. Và nó là đất dân nằm ở mặt tiền đường hiện trạng, đường của nhà nước từ xưa đến nay nên là pháp lý của nó là chuẩn chỉnh và anh chị mình có thể là xin giấy phép xây dựng và xây dựng nhà một cách tự do. Rồi và bây giờ Phương sẽ cho anh chị xem vị trí của lô đất này trên Google Maps. Đây là chức năng đo khoảng cách của Google Maps nha anh chị. Thì từ vị trí lô đất tức là cái chấm trắng mà Phương đang ngồi đây nè, thì đi ra tới mặt tiền đường tỉnh lộ 8 là 140m. Và tại đây là Ủy ban nhân dân xã Diên Lâm luôn. Anh chị thấy khoảng cách với Ủy ban nhân dân xã là có 90m thôi, tức là nằm ngay sau lưng Ủy ban dân xã. Và từ đây thì anh chị mình di chuyển đến trung tâm của xã Diên Phước kế bên. Đây ạ. Là chỉ mất có 950m thôi anh chị. 950m. Ở đây có trung tâm hội nghị tiệc cưới nữa nè. Thì từ đây mà anh chị mình đi tiếp về trung tâm của thành phố Nha Trang là mất 15km theo đường chim bay nha anh chị. Thì nếu mà mình đi bằng đường bộ thì nó tầm khoảng 20km đó.
thì anh chị mình sẽ di chuyển từ khoảng 20 tới 25 phút đồng hồ là về tới trung tâm thành phố Nha Trang rồi. Đây, và bây giờ Phương sẽ cho quý anh chị xem sổ của lô đất này. Lô đất này nó có số thửa là 1103 tờ bản đồ số 12. Địa chỉ tại thôn Trung, xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, và diện tích của nó là 309,2 m. Hình thức sử dụng là sử dụng riêng và có 60 m đất ở, còn lại là đất trồng cây lâu năm. Thì phía bên này chính là hình thể của lô đất đây anh chị. Một hình thể rất vuông vắn luôn. Đường bê tông trước đất và kích thước của lô đất là ngang 11 m, dài 28 m nha anh chị. Một hình thể rất vuông vắn, rất đẹp phải không ạ? Rồi, và Phương xin nhắc lại rằng lô đất này có diện tích là 310 m² với bề ngang mặt tiền rộng tới 11 m và dài ra sau là 28 m, nằm tại con đường bê tông rộng 5-6 m, hai ô tô đi qua đi lại né nhau. Và mức giá bán hiện nay chủ đang bán với giá là 1 tỷ 170 triệu, tức là chia ra là khoảng 3,8 triệu một mét cho một lô đất vườn có sẵn thổ cư như thế này. Vị trí cách trung tâm thành phố Nha Trang chỉ mất từ 20 tới 25 phút di chuyển. Thì theo Phương thấy lô đất này rất thích hợp với anh chị mình có tầm tài chính vừa phải và sở hữu được một lô đất để thích hợp làm nhà vườn hoặc là làm vườn. Thì anh chị mình có yêu thích lô đất này thì hãy liên hệ trực tiếp với Phương ha. Còn nếu mà mình cảm thấy lô này nó chưa phù hợp với mình thì hãy để lại cho Phương một like và một theo dõi kênh để anh chị mình tiếp tục xem những video tiếp theo mà Phương sẽ review ha. Đồng thời cũng mong anh chị chia sẻ video này đến người thân và bạn bè của mình, vì biết đâu anh chị mình sẽ giúp được họ tìm được một sản phẩm đầu tư mà họ đang tìm kiếm. Xin chào ạ.